Xin chào các bạn, hôm nay là cuối tuần thì mình có nấu món cà bung, cà tím bung đó các bạn. Món này là của người Bắc nè. Thì ở miền Nam mình thì không có biết ăn món này đúng không? Nhưng mà mình lấy chồng người Bắc cho nên là cũng có ăn rồi cũng thấy cũng ngon. Rồi hôm nay mình chia sẻ với các bạn. Trước giờ thì mẹ nấu cho ăn không mà mình không có tự nấu lần nào. Đây cũng là lần đầu tiên mình nấu. Đậu hũ thì mình sẽ mua đậu hũ trắng về mình chiên cho nó vàng đều hai mặt. Mình chiên với lửa vừa thôi ha, thì đậu hũ cũng nhanh chín. Món này thì tiện cái là mình nấu có một cái nồi mà thôi, thì mình có thể làm món này từ đầu tới cuối bằng cái nồi này. Đầu tiên là mình muốn chiên, mình để dầu không có nhiều lắm, tại vì cái món này nếu mà mình để nhiều thì một hồi nữa cái mỡ heo nó có ra đó thì nó lại nhiều chất béo, ăn nó cũng không ngon. Mình thì không có thích ăn đồ béo nhiều cho nên là mình để một ít dầu thôi, và mình tận dụng cái dầu này để mình chiên cà luôn á, cho nên là nó cũng không có tốn nhiều dầu. Mình chiên xong thì mình tận dụng cái chảo này nè, mình sẽ chiên cà tím luôn. Cà tím nó sáng mặt là được á, nhưng mà không có cần chiên vàng quá đâu. Cái món này thì mình sẽ làm ra các thành phần đó, nó sẽ xém hết như thế này, khi mình nấu nó không có bị nát ha, nhìn cái món ăn nó ngon hơn. Cái chiên vàng cái da tàu hũ xong thì mình sẽ đi chiên cà tím nè, rồi cuối cùng là mình đi đảo cái thịt ba gọi đó, thì mình sẽ đảo cho nó xém vàng kiểu như là cháy cặn đó. Cái nguyên liệu mình chính là đậu hũ nè, rồi cà với lại thịt ba gọi, đó là cái nguyên liệu chính. Còn cái gia vị thì mình sử dụng nước mắm nè, rồi bột nêm, không có sử dụng đường nha. Món của người Bắc thì thường là họ không có nêm đường, ăn thì cũng vừa ăn thôi. Thì cái món này mình lạt thì mình có thể chấm với nước mắm ớt á. Mình cũng pha sẵn chén nước mắm ớt để cái bên, rồi ăn thì mình chấm thêm, nếu mình thấy nó lạt thì mình chấm thêm nó sẽ ngon hơn á. Còn khi nấu thì mình không có bỏ ớt vô, tại vì sợ mấy bạn ăn cay ăn không có được. Tàu hũ chiên xong thì mình sẽ gấp ra, rồi mình để cà tím đó mình vào để mình chiên xém hai mặt. Hôm nay nấu thì cũng có bị con nhện nhện rớt vào, thì lúc đầu mình không để ý, mình không có gấp ra. Sau thì mình thấy mới thấy mình gấp ra, nhiều khi vừa làm vừa quay đó thì không có để ý nữa. Thử ra là có một cái thành phẩm không có mong muốn như vậy. Cà tím á, là mình sẽ sắc ra rồi mình ngâm trong nước cho nó đừng có bị đen á. Rồi mình để cho nó ráo, mình để vô cái chảo dầu là mình ráng cho nó vàng sơ hai mặt cháy xém á, kiểu vậy đó. Thì khi mình bỏ vô nấu nó không có bị nát cà, mà nó có bị thơm nữa. Cái món này là thứ nhất là nó có cái mùi thơm của cái thực phẩm mà mình chiên vàng, thứ hai là mùi thơm của nghệ. Thì nghệ thì mình biết á là món ăn rất là tốt, nó giúp cho đẹp da nữa nè, rồi tiêu hóa mình cũng tốt hơn. Những món ăn với nghệ thì nó cũng đặc biệt là thơm đúng không các bạn? Nhiều khi cá đó mình thơm mình cũng giải nghệ được nhé, tại vì nó khử cái mùi tanh, ăn thì vô cùng tốt luôn. Nghệ thì bây giờ rất là tiện lợi, các bạn mua ở trong siêu thị thì người ta sẽ làm sẵn cái dạng bột về ướp gia vị nấu cũng tiện lợi nhé, không cần phải đào giã cho nó nhiều công đoạn. Nhiều khi nó không đắng, người ta làm sẵn thì nó cũng không có đắng bằng. Mà lấy nhiều nghệ thì nó sẽ có cái vị nhẫn nhẫn, cái nào nó đẹp. Cà sau khi mà mình chiên sơ được rồi, mình lấy
Nam mình thì thường mình sẽ có nhiều đường á, nhưng mà nói với người Bắc thì họ không có thích ăn đường, cho nên là đa số các món thì không có nêm đường nhiều nữa.